Huấn luyện viên Chu Xie đứng chuyền bóng hay phản công? Báo Thái Lan ca ngợi Quang Hải trước thêm Asian Cup. Tuấn Hải được đánh giá là ngôi sao đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam. Chính thức, Bầu Đức điều Kiatisak về đội Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Chu Xie đứng chuyền bóng hay phản công? Trước ngày sang Qatar, huấn luyện viên Chu Xie bất ngờ nói với giới truyền thông: "Khi tôi đọc tin tức và bình luận, 80% mọi người không tin Việt Nam thành công, không ủng hộ đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ cũng biết điều đó. Tôi biết người hâm mộ không thích cầu thủ này, cầu thủ kia hoặc là chính tôi. Nhưng tôi là huấn luyện viên của hiện tại, không phải là huấn luyện viên của quá khứ. Những gì trong quá khứ đã xảy ra rồi. Hiện tại đối với bóng đá Việt Nam là bí ẩn. Chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra. Chúng ta cần chờ đợi những điều tích cực. Rất nhiều người ước Philippe Chu Xie nghỉ việc, rất nhiều người không ủng hộ đội tuyển. Nhưng nó chỉ làm chúng tôi thêm mạnh mẽ hơn. Cầu thủ biết và họ luôn phản hồi lại được sự kỳ vọng của tôi. Họ nỗ lực làm thế nào để bảo vệ màu cờ sắc áo. Tôi tin họ, họ bảo vệ tôi. Cùng nhau, chúng tôi sẽ giành những kết quả cao nhất. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ, vì họ nỗ lực hết sức mỗi ngày. Họ không phải là ngôi sao, nhưng cùng nhau, với sự đoàn kết, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức." Mọi thứ rất rõ ràng, huấn luyện viên Chu Xie đã biết tất cả về các diễn biến dư luận dành cho ông và đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ chưa có niềm tin nào vào nhà cầm quân người Pháp giống như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Áp lực có thể tăng gấp đôi nếu thành tích của đội tuyển Việt Nam không tốt tại Asian Cup 2023. Bất cứ huấn luyện viên nào cũng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của người hâm mộ. Huấn luyện viên Chu Xie cũng vậy. Nhà cầm quân người Pháp cần có được niềm tin của khán giả là chuyện phải thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, huấn luyện viên Chu Xie thường ca thán bóng đá Việt Nam và cầu thủ sau mỗi trận đấu có kết quả không tốt. Sau trận thua Indonesia ở SEA Games 32, huấn luyện viên Chu Xie nói lối chơi không thua bất cứ đội nào, nhưng các cầu thủ non kém về mặt kinh nghiệm. Thất bại trước Iraq thì huấn luyện viên Chu Xie chê mặt sân Mỹ Đình xấu nên tuyển Việt Nam không thể chơi thêm bóng đá kiểm soát. Nhà cầm quân người Pháp còn đưa ra lý do các học trò không đủ sức chơi cường độ cao trong suốt 90 phút, chỉ đá được 60 phút. Huấn luyện viên Chu Xie không nói gì về phương pháp huấn luyện ở đội tuyển mà nhận định do cường độ thi đấu tại V-League chưa đủ để cầu thủ nâng tầm thể chất. Đó có thể xem là cách huấn luyện viên Chu Xie chuyển bóng, tức là bao biện theo kiểu đổ lỗi, không thuộc về ông. Nhưng nói như thế nào thì huấn luyện viên trưởng chính là người chịu trách nhiệm về thắng bại của đội tuyển. Huấn luyện viên Chu Xie không thể cứ chuyển bóng do V-League, các cầu thủ Việt Nam vào mặt sân được. Làm sao để huấn luyện viên Chu Xie giải quyết câu chuyện chưa có niềm tin từ khán giả và ngừng chuyền bóng? Đáp án là huấn luyện viên Chu Xie cần phản công, tức là giúp đội tuyển Việt Nam có kết quả ấn tượng tại Asian Cup 2023. Nếu làm được điều này, thì nhà cầm quân người Pháp không cần phải nói 80% người hâm mộ không tin vào ông, cũng không cần phải chuyền bóng sau mỗi thất bại. Phản công chính là cách tốt nhất, còn mọi lời hứa hẹn, các lời lẽ không bao giờ bằng kết quả chiến thắng Indonesia hay không thua Iraq tại Asian Cup 2023. Báo Thái Lan ca ngợi Quang Hải trước thềm Asian Cup. Trang Siam Sport lựa chọn tiền vệ Quang Hải là người nổi bật nhất ở giải Asian Cup 2023 của tuyển Việt Nam. Mới đây nhất, tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan Siam Sport có bài viết về 24 cầu thủ nổi bật nhất của 24 đội tuyển sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Về đội tuyển Việt Nam, Siam Sport lựa chọn tiền vệ Quang Hải là người nổi bật nhất. Trong bài viết, trang Siam Sport nhận xét về ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á và từng chơi ở giải hạng 2 của Pháp. Dù có rất ít cơ hội được trải nghiệm trận đấu trên sân, nhưng khi trở lại Việt Nam, Quang Hải vẫn là cầu thủ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến. Anh chàng này có kỹ năng bóng đá phi thường, đặc biệt là cái chân trái tuyệt vời của anh ấy. Khi ở trên sân, những tình huống bóng mở hay cố định thì Quang Hải vẫn cho thấy sự sắc sảo của mình và các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam có thể ăn mừng sau những cú vung chân của anh. Hiện tại Quang Hải đang dần lấy lại phong độ, anh đã ghi được 3 bàn thắng sau 8 trận đấu tại V-League và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải vô địch châu Á năm nay. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định về đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023. Ông Chu Xie sẽ đưa ra đội hình xuất phát gặp đối thủ Nhật Bản tùy theo thể trạng, sức khỏe, độ phù hợp với các tính toán chiến thuật của từng cầu thủ. Xét khách quan mà nói, Văn Thanh đang có lợi thế hơn so với hai đồng đội còn lại nhờ yếu tố kinh nghiệm và hiểu triết lý của bóng đá huấn luyện viên Chu Xie. Ở trận ra quân lại phải đối đầu với ứng cử viên vô địch hàng đầu là Nhật Bản, sẽ buộc ông Chu Xie phải dựa vào kinh nghiệm của các trụ cột giàu kinh nghiệm để tránh vỡ trận. Tuấn Hải được đánh giá là ngôi sao đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam. Tờ Kura, một tờ báo Tây Á đăng tải bài viết nhận định đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chu Xie sẽ dựa vào ngôi sao số 1 Phạm Tuấn Hải ở Asian Cup sắp tới. Tờ Kura, một tờ báo Tây Á đánh giá Tuấn Hải là ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 sắp tới diễn ra tại Qatar. Báo trên đăng tải bài viết nhận định đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chu Xie sẽ dựa vào ngôi sao số 1 Phạm Tuấn Hải ở Asian Cup. Người kế nhiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo là ông Chu Xie đang khao khát giúp đội tuyển Việt Nam giành được thành tích chưa từng có Asian Cup kể từ sau chiến dịch năm 2019. Do đó, nhà cầm quân người Pháp này sẽ cần tới sự tỏa sáng của Tuấn Hải ở giải đấu lần này. Bài viết nêu rõ, Tuấn Hải, ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội, đã thể hiện tiềm năng to lớn ở vòng bảng Cúp C1 châu Á năm nay. Anh đã ghi được 4 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo. Đồng thời, Tuấn Hải còn ghi bàn quyết định loại nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Á Urawa Red của Nhật Bản. Bài báo này cũng đưa ra thống kê của Tuấn Hải với 13 pha làm bàn và 4 pha kiến tạo ở mùa giải 2022 trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội và cùng đội bóng này giành cúp ăn bà.
Bài báo viết tiếp theo trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á, Tuấn Hải đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có bàn thắng đầu tiên là pha lập công vào lưới đội tuyển Afghanistan. Tầm quan trọng của cầu thủ này với đội tuyển Việt Nam ngày càng gia tăng. Sau khi huấn luyện viên Chu Dê được bổ nhiệm, Tuấn Hải được trọng dụng và đã ghi bàn vào lưới của Syria và Palestine. Gần đây Tuấn Hải cũng đã ra sân ở trận đấu gặp Philippines và Iraq ở vòng loại World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia ngày 19 tháng 1 và ngày 24 tháng 1 đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chính thức, Bầu Đức điều Kiatisak về đội Công an Hà Nội. Sau khi huấn luyện viên Kiatisak nghỉ phép và trở lại phố núi, Bầu Đức đã quyết định đưa Zico Thái về đội Công an Hà Nội, bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành nắm Hoàng Anh Gia Lai cho chiến dịch chủ hạng. Từ vài ngày qua, là bóng đá Việt Nam đã xôn xao việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức cùng cộng sự mới là Bầu Thụy thỏa thuận đưa huấn luyện viên Kiatisak xuống núi dẫn dắt nhà Đinh Công Lịch câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, Bầu Đức muốn trực tiếp thông báo việc này đến Zico Thái trước khi ông cho loan tin rộng rãi. Cũng cần biết đội Công an Hà Nội vừa sa thải huấn luyện viên Kong Okyun chỉ sau 4 trận đấu không thắng tại V-League. Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại thêm một lần nữa cầm quân đội vô địch ngay lập tức có trận thắng đậm Bình Dương 3-0. Tuy nhiên, ông Đại do phản ứng với trọng tài nhận thẻ đỏ còn bị phạt nguội thêm 3 trận nữa. Trong khi đó, Bầu Đức đang hỗ trợ câu lạc bộ Công an Hà Nội và mới có cái bắt tay với Bầu Đức vừa là nhà tài trợ vừa góp sức cải tổ câu lạc bộ lẫn học viện Hoàng Anh Gia Lai. Chính hai ông bầu này đã chọn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vừa bị câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sa thải lên phố núi làm giám đốc kỹ thuật học viện lẫn đội bóng đang chơi tại V-League. Và trong bối cảnh Công an Hà Nội khuyết vị trí huấn luyện viên, cả hai ông bầu một lần nữa đồng thuận đưa Kiatisak ngồi vào ghế nóng, bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cầm quân Hoàng Anh Gia Lai cho chiến dịch trụ hạng tại V-League. Với sự luân chuyển cán bộ này, cả hai câu lạc bộ thân thiết với Bầu Thụy dưới sự chung tay của Bầu Đức gặp thuận lợi cả đôi đường. Ngay cả Kiatisak cũng vui vẻ với quyết định của ông chủ, dù khi sang Hoàng Anh Gia Lai, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan cứ ngỡ rằng mình chỉ gắn bó với đội bóng phố núi. Zico Thái đã hóm hình đăng trên trang cá nhân tấm hình vợ chồng ông chụp chung với Bầu Đức cùng với lời chú thích: Năm 2002, sếp đi đám cưới tôi, dù tôi sang Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2024, tôi vẫn đang làm việc cho sếp cũ, dù ông có quyết định thế nào. Kiatisak được xem là người phù hợp cầm đội Công an Hà Nội với dàn cầu thủ đắt giá. Zico Thái hơn 2 mùa tại V-League không còn xa lạ mọi đối thủ nên không mất nhiều thời gian để thích nghi môi trường mới. Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chỉ một thời gian ngắn đã kiêm nhiệm đủ phần việc, nhưng cuối cùng chiếc ghế huấn luyện viên vẫn là phù hợp với ông nhất. Ông Thành năm ngoái từng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng nhờ sự am hiểu các đối thủ và những ngóc ngách tại V-League. Hiện tại, vua trụ hạng Vũ Tiến Thành có nhiệm vụ hướng dẫn đội bóng phố núi tiếp tục ở lại cuộc chơi lớn ở mùa giải năm sau. Hoàng Gia Lai đã chơi 8 trận ở mùa này, chỉ mới thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 5, có 5 điểm và đang nằm dưới đáy bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết, thực tế cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai không tệ, nhưng họ còn thiếu nhiều kinh nghiệm và ông cần có thêm lực lượng mới để dìu dắt họ trụ hạng.